chín nợ này mày. Nó bật sinh nhan như nó để cho mình tiền sư mày, bật sinh nhan như nó tạt vào. Rất quá, thằng này chết. Con chim nợ này, hỏi em con chim nợ này là con nào? Khấm chim nợ nè, ăn được còn lâu lắm. Đòi định để đè mày cả. Mày chim lợn mày, bạch niên ở chỗ vôi này.